Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình trà nhôm Brian Series Signature 2014. Ngoài trà nhôm Brian thì dòng series Signature 2014 chúng ta còn có các mô hình dao Private, John Cena, Batista, Dean Ambrose và Hulk Hogan. Tiếp theo mình sẽ quy hợp để giới thiệu chi tiết về mô hình nhé. Dòng series Signature 2014 được thiết kế mặt sau hộp sẽ có chữ ký của Superstar. Mô hình trà nhôm Brian series Signature 2014 mặt sau hộp chúng ta sẽ có chữ ký của trà nhôm Brian đây các bạn. Sau khi khui hộp và trưng bày và đây là nhân vật chính của chúng ta, mô hình trà nhôm Brian. Mô hình trà nhôm Brian Series Signature 2014 được thực hiện dựa trên trang phục thi đấu của Daniel Bryan ở sự kiện WrestleMania 30 năm 2014. Mô hình trà nhôm Brian được thiết kế với khuôn mặt rất đúng biểu cảm của trà nhôm Brian, kèm theo đó là mái tóc dài và bộ râu quai nón dài thương hiệu. Khuôn mặt rất đẹp các bạn. Trang phục của trà nhôm Brian được thiết kế với tông màu đen, đỏ, xám, trắng làm chủ đạo, với băng cổ tay phải và trái màu trắng, quần đen,
đỏ, xám và sọc trắng. Bàn chân màu đen, giày màu xám, đen và đỏ. Đây là logo của Daniel Bryan được thiết kế bên hông quần. Đây các bạn, ở bàn chân cũng thiết kế logo Daniel Bryan. Đây các bạn, hai bàn chân. Đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang, để xuống, để lên, để lên, xoay, 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 xoay. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông, khớp chân chúng ta có thể để lên, dang ngang, để xuống. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Khớp chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Một mô hình rất đẹp của Daniel Bryan các bạn. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình Daniel Bryan Series Signature 2014. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.